Kiểm soát đang lao về phía cô gái này, trong lúc nguy cấp một chàng trai từ đâu lao đến, dùng một tay chặn đứng chiếc xe lại, hơn nữa còn không hề bị thương, cô gái còn chưa kịp cảm ơn, anh ta đã vội vàng rời đi. Cô gái là Bella, với một vẻ đẹp tựa như tiên nữ, nhưng lại sống trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ từ lâu đã ly hôn, mẹ và cha dượng đi nước ngoài, cô chỉ có thể theo cha đến thị trấn xa xôi này học tập. Ngày đầu tiên đi học, cô đã chú ý đến một nhóm người rất độc lập tự tin, có thể là vì họ quá cuốn hút, hoặc cũng có thể là vì họ quá trắng, trong đó cô đặc biệt nhìn chúng Edward. Trong tiết học thực nghiệm, họ lại lần nữa gặp nhau, nhưng Edward lại tỏ ra rất chán ghét cô. Bella cảm thấy khó hiểu, cô nghĩ mình cũng không đến nỗi nào mà cố gắng mãi mới ngồi xong một tiết dưới ánh mắt hung hãn của anh ta. Chuông hết tiết vừa vang lên, Edward đã lập tức đứng dậy bỏ đi, còn chạy đi tìm giáo viên muốn đổi lớp. Bella vô cùng tức giận, muốn tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ, nhưng mấy ngày sau Edward lại không hề xuất hiện trước mặt cô. Cô cũng chỉ có thể cho qua, cho đến lúc anh ta đi học lại, còn chủ động chào hỏi cô, hỏi thăm gia đình cô. Lúc cô gặp nguy hiểm, Edward đang đứng phía đối diện lại bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô, dùng một tay chặn chiếc xe đang lao đến lại. Cô còn chưa kịp hỏi han tình hình, anh ta đã chạy đi mất. Trong bệnh viện, cô đã gặp cha nuôi của Edward, Carlyle. Ôi trời, không biết Bella có động lòng không? Còn tôi thì có rồi đấy. Sau vụ tai nạn, Bella vẫn muốn tìm Edward hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh ta thì luôn tránh đi. Đến mời anh ta đi biển chơi cùng đám bạn, anh ta cũng từ chối. Một chút tinh thần đồng đội cũng không có. Bella đang có chút chán nản lại gặp đám bạn thời thơ ấu, trong đó có Jacob, không ngờ anh ta lại biết chuyện của nhà Edward. Bella lập tức truy hỏi, nhưng Jacob lại nói không rõ ràng, chỉ khuyên cô tránh xa gia đình họ một chút. Nhưng sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Theo thông tin mà Jacob cung cấp, cô lên thị trấn mua sách có liên quan, nhưng bị bọn lưu manh chặn lại. May mà Edward kịp thời xuất hiện, nhưng Bella thì cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tại sao người đàn ông này lại biết cô đang ở đâu? Lúc ăn cơm, anh ta nói, tôi có thể đọc được tiếng lòng của tất cả mọi người, chỉ có cô là ngoại lệ. Về nhà, Bella tìm đọc tài liệu. Chữ quỷ hút máu lập tức thu hút cô. Kết hợp các manh mối, cô tìm được Edward. Để xác minh việc này, cô tìm cách dẫn anh ta vào một khu rừng nhỏ, muốn anh ta tự thừa nhận để nhận được sự khoan dung. Không ngờ Edward lại thẳng thắn thừa nhận. Sau đó cõng cô chạy lên đỉnh núi, nói muốn cho cô xem mình dưới ánh mặt trời. Chạy như này đúng là tốc độ ánh sáng mới theo kịp. Dưới ánh mặt trời, cơ thể của Edward từ từ phát sáng. Lẽ nào đây chính là Golden Bachelor trong truyền thuyết sao? Anh ta nói thật với Bella, mình và người nhà mình đều là quỷ hút máu, nhưng họ không hút máu người. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, họ đã chuyển sang hút máu động vật. Nhưng sự xuất hiện của cô đã phá vỡ giới luật của Edward. Mùi vị trên người cô khác hẳn với những người thường. Anh ta dùng khuôn mặt đẹp trai của mình nói những câu lưu manh nhất, đến tôi cũng cảm thấy ngại thay. Nhưng Bella cũng đã chìm đắm trong lưới tình. Cô nói, tôi tin anh sẽ không làm hại tôi. Cô chủ động lại gần anh ta, bày tỏ tấm lòng của mình. Cảnh tiếp theo chắc tôi không cần phải nói thêm nữa. Hai người đã có lần hẹn hò đầu tiên trên sườn núi, ở trường còn công khai thể hiện tình cảm với nhau. Sau một thời gian, Edward dẫn Bella về nhà gặp gia đình. Mặc dù mọi người đều còn có chút phòng bị với con người, nhưng đã đến đây thì đều là người một nhà. Mọi người đều rất nhiệt tình tiếp đón cô. Cô theo Edward đi tham quan phòng của anh ta, lúc này mới biết thì ra quỷ máu không cần ngủ. Dưới sự thôi thúc của âm nhạc, tôi nghĩ họ lại sắp có một cảnh mặn nồng rồi. Ai ngờ Edward hóa thân thành khỉ channeling, đưa Bella lên ngọn cây ngắm phong cảnh. Ôi trái tim thao thức của tôi, lúc nào mới làm tôi thỏa mãn được chứ? Cuối cùng, buổi tối trăng thanh gió mát, Edward lẻn vào nhà Bella. Anh ta nói mình vẫn luôn muốn làm một chuyện. Cậu đừng động đậy, anh ta từ từ tiến lại gần cô. Lúc ngọn lửa dục vọng đang cháy rừng rực trong người. Sao vậy? Hồi hộp quá sao? Tôi đã chuẩn bị xong tinh thần rồi mà. Có thể là cảm thấy tối qua mình quá thất lễ. Ngày hôm sau, Edward dẫn Bella đi đánh bóng chày với gia đình mình, nhưng sức lực khác xa nhau. Bella chỉ có thể làm trọng tài. Lúc cả gia đình đang chơi vui vẻ, ba vị khách không mời mà đến đã xuất hiện. Mọi người lập tức kéo Bella ra phía sau, bởi vì ba người kia cũng là quỷ hút máu. Một cơn gió thổi qua, Emmet đã ngửi thấy mùi của Bella. Một gia tộc quỷ hút máu lại đi bảo vệ một con người bình thường. Việc này càng làm Emmet hứng thú, anh ta phải hút máu cô gái này. Edward tự trách mình, anh ta đã đọc được suy nghĩ của hắn ta, nhất định phải nhanh chóng đưa Bella rời khỏi đây. Cả gia đình lập tức chia ra hành động. Một nhóm phụ trách thu hút sự chú ý của Emmet, một nhóm đưa Bella đi. Lúc cô đang thu dọn đồ đạc thì nhận được điện thoại của mẹ, giọng nói vừa hớt hải vừa lo lắng. Cô còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng của Emmet, thì ra anh ta sớm đã nhìn ra kế hoạch của họ. Sau khi tìm hiểu gia đình Bella, đã lấy tính mạng mẹ cô ra uy hiếp, yêu cầu cô một mình đến phòng học múa ba lê. Nhưng lúc cô chạy đến lại phát hiện đó chỉ là một đoạn ghi âm. Emmet cũng nhanh chóng xuất hiện ở phía sau cô. Bella muốn bỏ chạy nhưng làm sao thoát khỏi được hắn ta, cô bị đánh ngã ra đất, sau đó hắn làm gãy chân cô.
Dùng máy quay quay lại cảnh tượng này đối với hắn mà nói rất kích thích. Emmet nhân cơ hội cắn vào tay Bella, khiến cô vô cùng đau đớn. May mà Edward kịp thời xuất hiện, hai người đàn ông xông vào ẩu đả. Cha nuôi kịp thời chạy đến ngăn Edward như đang phát điên lại. Emmet giao cho gia đình giải quyết là được. Nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là cứu Bella để ngăn cô biến thành quỷ hút máu. Edward chủ động hút hết chất độc trong người cô ra, nhưng máu của Bella quá hấp dẫn, anh ta không dừng lại được trước khi bị hút khô máu. Bella rơi vào hôn mê. Lúc cô tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Cuối cùng cô may mắn được cứu sống. Nhưng những ngày tháng tốt đẹp của hai người còn chưa bắt đầu. Emmet đã bị thiêu chết, nhưng người yêu của hắn ta thì không định để yên chuyện này. Câu chuyện tiếp theo sẽ thế nào? Liệu Edward có bảo vệ được Bella, hai người có thể mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau không? Các bạn hãy xem toàn tập nhé!